mạo danh người dân và doanh nghiệp, mạo danh cả cơ quan thuế, kiểm toán và công an để đe dọa chiếm đoạt tài sản. Ông ta khai tôi là một mắt xích chuyên tiêu thụ ma túy tại Hà Nội, tôi rất là lo sợ. Hàng loạt thủ đoạn huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tiền trên mạng Internet. Cái app đấy là đóng băng cái tài khoản của tôi gần 1 tỷ. Sau khi mà người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định ấy, thì chúng nhanh chóng chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt. Theo dõi Vệt phóng sự, vạch trần những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng trên Chuyển động 365 truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, càng đến những ngày cận Tết thì các loại tội phạm trên không gian mạng lại có dấu hiệu gia tăng. Lợi dụng tâm lý mua sắm của người dân vào dịp Tết, lợi dụng nhu cầu kiếm tiền vào dịp cuối năm, nhóm đối tượng lừa đảo cũng đã vẽ ra mô hình tuyển cộng tác viên bán hàng để chiếm đoạt tiền của người tham gia. Trước tình trạng trên thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như là Bộ Công an cũng đã liên tiếp phát đi những cảnh báo. Để nhận được 20% tiền hoa hồng, người phụ nữ này đã chi hơn 1 tỷ đồng để trả trước tiền mua hàng nhập về của một sàn thương mại điện tử tự xưng. Nhóm này cam kết cuối ngày cộng tác viên ứng tiền ra sẽ được trả lại và nhận được hoa hồng như hứa hẹn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong thì nhóm này đã cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt. Tổng số tiền của tôi là gần 1 tỷ. Tôi có liên lạc rất nhiều lần vào cái số điện thoại ban đầu gọi cho tôi để giới thiệu nhưng mà không liên lạc được. Cũng một dạng lừa đảo, thời gian gần đây hàng nghìn người dân tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An đã mất tiền tỷ vì kịch bản mua các sản phẩm tại các gian hàng ảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng dẫn dắt nạn nhân mua hàng online để tăng tương tác cho gian hàng, cam kết sẽ trả lại tiền gốc và hưởng thêm 10-20% tiền hoa hồng. Những đơn hàng đầu tiên thì người ta chuyển cả tiền lời và tiền gốc rất nhanh. Về sau thì người ta yêu cầu tăng hạn mức. Tôi không liên lạc được với họ thì lúc đấy biết là bị lừa đảo. Theo tìm hiểu của phóng viên, ít nhất hiện nay trên không gian mạng có khoảng 100 nhóm đăng tải tuyển cộng tác viên mở đại lý bán hàng online với sự tham gia của khoảng 90.000 người. Phần lớn các nhóm này đều do một nhóm đối tượng hoặc có mối liên hệ với nhau để lập nên. Khi nhóm này bị đánh sập, thì nhóm khác nhanh chóng mọc lên để lừa đảo những người dân ham lợi nhuận cao. Khi mình làm khoảng đến 5-10 triệu, thì các đối tượng sẽ báo với bị hại là cái hệ thống chạy nhiệm vụ đấy bị lỗi và yêu cầu bị hại là phải thực hiện thêm cái nhiệm vụ mới và nạp thêm tiền vào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và sẽ rút được cái khoản tiền ban đầu mà mình bị lỗi đấy. Nhưng sau khi nạp rất nhiều lần và các đối tượng là tắt máy và không liên lạc nữa, xóa số. Một thủ đoạn nữa là nhóm này sẽ kêu gọi người dân tham gia mở đại lý và phải đặt tiền cọc để nhận sản phẩm về bán. Sau đó các đối tượng sẽ đóng giả làm người mua với số lượng lớn để dụ cộng tác viên sập bẫy, mua thêm nhiều sản phẩm. Khi nhận được tiền thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc. Những sản phẩm nhận về chủ yếu là hàng giả, hàng kém chất lượng. Nếu bán ra thị trường thì cũng bị vi phạm pháp luật.